Xin chào anh chị nhà đầu tư ha, chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán NMC Finance. Thì như thường lệ cuối ngày, em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì nhìn chung phiên giao dịch ngày hôm nay của thị trường thì nó đóng cửa quanh quanh cái ngưỡng vùng giá tham chiếu thôi. Thì hôm nay chỉ giảm đâu đó khoảng 4 điểm với một cái thanh khoản ở một cái nhìn chung là ở một cái mức độ thấp. Đấy, nên là nhưng mà anh chị mình xem qua là có những cái mã cổ phiếu nó có những cái tín hiệu mở biên trượt rất là mạnh. Hầu như là đa phần em đánh giá là trong hai phiên vừa rồi là hai cái phiên mà các mã cổ phiếu trụ nó có những cái dấu hiệu nó điều tiết chỉ số để mà nó giữ cho thị trường của chúng ta không tạo ra một cái biên rơi gọi là biên rơi lớn, mà đa phần nó chỉ ở một cái mức độ gọi là giảm điểm nó không phải là quá lớn. Thì hôm qua giảm 1,47%, hôm nay giảm 0,42%, nó không phải là một cái biên độ giảm lớn. Tuy nhiên là nó lại vô hình chung nó có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó tạo ra một cái biên rơi rất là mạnh trong ba cái phiên vừa rồi đấy, nên là nhìn chung là khi mà cái tín hiệu thị trường của chúng ta nó có những cái yếu tố nó rủi ro thì mình cũng quan trọng nhất là mình cũng nên hạ tỷ trọng thôi anh chị ha. Thì đa phần á thì các mã cổ phiếu mình đánh đánh sóng trong giai đoạn này này thì mình đánh rất là nhiều, thì mình đã chốt ở cái ngày gọi là cái ngày 12 tháng 12, thì có những cái mã cổ phiếu nó gọi là nó không còn những cái dư địa tăng quá là mạnh mẽ nữa. Thì có những cái mã cổ phiếu nếu mà mình đánh sóng á, mình nắm tới bây giờ á, thì các cái giá chốt bây giờ nó cũng không gọi là không phải là một cái giá nó tốt hơn so với cái viên mà gọi là em có khuyến nghị trong anh chị mình gọi là chốt sóng. Còn những cái giai đoạn sau nè thì là những cái giai đoạn mà mình đánh đánh với một cái yếu tố gọi là đánh ngắn với một cái tỷ trọng đi kim tự tháp, càng lên cao mình đi càng gọi là càng thu hẹp cái quy mô dần, thì cũng có sẽ có những cái mã cổ phiếu lãi, sẽ có những cái mã cổ phiếu lỗ. Nhưng mà tô lại anh chị mình xem qua thì khi mà các trạng thái cổ phiếu nó có những cái dấu hiệu nó mở biên thì bắt buộc mình phải cũng hạ tỷ trọng thôi anh chị ha. Tại vì cái thị trường của chúng ta là một cái thị trường nó có chu kỳ, tại vì cái bốn cái giai đoạn của cổ phiếu á, là tích lũy này, đẩy giá, phân phối và đè giá. Thì làm sao á, thị trường của chúng ta có những cái tín hiệu nó tăng á thì mình kiếm tiền trên lúc mà thị trường của chúng ta nó tạo ra những cái xu hướng tăng. Còn khi mà gọi là xu hướng giảm thì mình phải ưu tiên cho cái việc mà mình giữ tiền, mình giữ như lại những cái đồng vốn của chị mình để mà chi, để mà khi mà cái cơ hội tiếp tục của thị trường chung của chúng ta nó có những cái dấu hiệu nó xuất hiện thì mình gọi là mình cũng còn có những cái cơ hội, còn những cái đồng vốn để mà mình tự tin mình nắm bắt trở lại đối với gọi là đối với thị trường của chúng ta anh chị ha. Đó là khi mà cái yếu tố ăn cả một cái đoạn sóng này này thì anh chị mình cũng đã có được những cái còn lại để mà đảm bảo cho một cái quá trình gọi là quá trình đánh ngắn sau này, thì đánh ngắn sau này thì nó bị mất lại một phần đấy. Thì nhìn chung là bên 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 hệ thống của anh em á thì cũng mất lại một phần đối với những cái mã cổ phiếu đánh ngắn. Tuy nhiên là đối với cái việc mà các cổ phiếu nó nằm trong cái khoản để mà mình xử lý được thì mình cũng phải bắt buộc mình xử lý thôi anh chị ha, bắt buộc mình phải xử lý để mà mình giữ lại những cái lượng vốn mà khi mà yếu tố xuất hiện những cái cơn sóng tiếp tục thì mình sẽ tiếp tục mình nắm bắt cho những cái giai đoạn tiếp theo anh chị ha. Rồi quay trở lại đối với thị trường của chúng ta thì ngày hôm qua em cũng có cập nhật với anh chị mình về những cái mốc mà thị trường chung của chúng ta chính là những cái điểm kháng cự. Thì cái vùng gọi là cái mốc khoảng là vùng 1030 đến vùng 1040 này chính là những cái ngưỡng cái mốc quan trọng. Nếu mà anh chị mình xem qua cái nhạc 1 giờ thì anh chị mình sẽ thấy rõ hơn cái vấn đề này. Thì hôm nay cũng có những cái quá trình nó test lên đấy, thì đây chính là những cái điểm kháng cự mà đa phần những cái điểm test lên như thế này này thì nó sẽ kiểm tra một cái quá trình cung cầu, và thường những cái nhịp test đầu tiên nó gọi là nó sẽ rất là nó sẽ tạo ra những cái điểm gọi là những cái lượng cung lớn đấy, nên là nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào gọi là mình chưa hạ được trong cái phiên ngày qua. Thì ngày hôm nay mình cũng có những cái yếu tố để mình hạ, thì cuối phiên nó có hấp thụ lại một vài cái mã cổ phiếu trụ thôi, chứ còn bản chất thì chị mình thấy được cái yếu tố rút chân của thị trường ấy, hay là cái yếu tố rút chân gọi là nó của các mã cổ phiếu á, nó không có những cái tín hiệu nó đồng thuận với nhau. Thì hôm nay những cái mã cổ phiếu trụ này giống như là cái mã cổ phiếu Vinamilk hay là những cái mã cổ phiếu Vinhome, đó là đều là những cái mã cổ phiếu mà nó thuộc dạng những cái nhóm ngành trụ để mà nó nâng đỡ cho chỉ số của chúng ta không tạo ra những cái biên rơi nhiều. Nhưng mà thực chất ra các mã cổ phiếu anh chị mình xem qua nó đều có những cái tín hiệu nó trượt biên rất là lớn đấy, nên là có những cái yếu tố gọi là hồi phục lên nè. Thì trong cái khuyến nghị của em về cái yếu tố về mặt cái đơn khách hàng á thì anh chị mình xem qua là kỳ thì cái phiên ngày hôm qua là những cái phiên mà mình cũng đi theo những cái khuyến nghị nhận định của mình thôi, là cái việc mà cổ phiếu có những cái tín hiệu nó mở biên nè thì anh chị mình cũng canh, anh chị mình hạ tỷ trọng đối với những cái mã cổ phiếu nó vi phạm mà những cái điểm đánh ngắn thì có hạ nè. Đấy, thì để mà thu hẹp cái quy mô, hạ tỷ trọng cổ phiếu vi phạm cũng hạ bớt để mà nhìn chung là để mà tránh những cái yếu tố nào mở biên trước. Thì trong phạm vi xử lý được thì mình cũng tuân thủ để mình chờ đợi những cái dịp mới. Đấy thì nhắc là những cái mã cổ phiếu mid cap này nó có những cái lệnh kê rất là lỏng lẻo á thì nó dễ tạo ra những cái biến động về mặt cuối phiên. Nên là anh chị mình cũng tuân thủ để mình gọi là mình xử lý sớm khi mà cổ phiếu nó có những cái dấu hiệu nó thủng nền. Anh chị mình xem qua có những cái mã cổ phiếu nó thủng nền nó test lại, nhưng mà nó sẽ có những cái mã cổ phiếu nó thủng nền nó đi luôn. Thì cái giống như là con những cái con giống như là con Liên Việt nè,
là những con mà nó thủng nền, nó có những cái xu hướng nó test lại. Nhưng mà đối với những cái con giống như là con ghét nè, nó là những cái lực bán nó rất là lớn, nó tạo ra những cái phiên uptrend nè, sát cao sát cao sát cao, đây là những cái giai đoạn phân phối, rồi sau đó là một cái quá trình nó xác nhận cho một cái giai đoạn gọi là giai đoạn đè giá của cổ phiếu, nó đi đúng một cái chu kỳ thôi anh chị ha, tích lũy nè, đẩy giá được một phiên nè, sau đó phân phối, sau đó đè giá, đây là những cái phiên uptrend. Đấy thì hầu như là khi mà yếu tố xuất hiện những cái phiên uptrend với một cái lực bán lớn á, thì cổ phiếu nó gọi là nó không có những cái quá trình lực cầu đủ lớn. Tại vì nếu mà anh chị mình xem qua cái thị trường hiện tại á, thì cái thanh khoản bây giờ nó rất là bé, nó gọi là cái thanh khoản ngày hôm nay nó rất là bé, nên là những cái lực cầu của cổ phiếu nó không có vào được. Đấy nên là cổ phiếu khi mà nó trượt biên, nó sẽ trượt biên rất là nhanh, nên là bắt buộc khi mà cái yếu tố vi phạm thủng nền thì mình phải bắt buộc mình phải xử lý thôi anh chị ha. Nó là những cái mà cổ phiếu mình đánh ngắn trong giai đoạn này nè, giống như là BVS này, VCI này, HBG là HCM đó, thì trong những cái giai đoạn sideways này mình đánh trong biên độ sideways á thì mình cũng bán hạ luôn. Còn những cái mã cổ phiếu đánh sóng thì hầu như là mình đã có được những cái còn lại trong những cái giai đoạn vừa rồi. Anh chị ha, nên là tận dụng những cái yếu tố hồi phục lên này, anh chị mình canh bán nè. Anh chị ha, nhịp hồi 2 giờ này em cũng có những cái khuyến nghị anh chị mình hãy tỉ trọng. Đấy, hãy tỉ trọng thì khi nào nó tốt á thì nó sẽ giống như con HSG giai đoạn này, thì khi nào nó có những cái quá trình nó giữ nhịp được, nó cạn cung, nó xuất hiện những cái phiên gọi là phiên mở biên lên xác nhận cho một nhịp đánh mới thì mình sẽ đánh lại. Đấy, còn bản chất giai đoạn này thì mình chưa biết được là cái thị trường của chúng ta nó có những cái quá trình tích lũy nó đủ đạt hay không, cái dòng dẫn nhất nó có xuất hiện trở lại hay không. Đấy thì mình gọi là mình nhìn chung là mình cứ tuân thủ những cái gọi là cái chiến lược mà mình đặt ra, chính là khi mà thị trường của chúng ta có những cái dấu hiệu nó rủi ro thì mình phải bắt buộc mình phải hạ thị trọng để mà mình giữ lại những cái khoản gọi là giữ lại cái vốn để mà cho những cái chu kỳ sau anh chị ha. Thì trong cái phiên sáng nay em cũng có cập nhật với anh chị mình là thị trường có những yếu tố mở biên thùng mốc cái nền hỗ trợ 1030, vùng 1040, thì mốc này sẽ là những cái mốc kháng cự trong những cái nhịp test nền trên. Thì cuối phiên này thị trường có dấu hiệu yếu tố rút chân test về vùng hỗ trợ nền bên trên á, kiểm tra cung cầu, nhưng mà đối với nó chỉ giữ một vài cái mã cổ phiếu mang tính chất phòng thủ, mang tính chất trụ là chính thôi anh chị ha. Tuy nhiên là cái yếu tố rút chân này nó không mang lại một cái tính chất đồng thuận ở các ngành đấy, mà chỉ có một cái số mã cổ phiếu nó rút chân nhanh về nền thôi. Thì những cái mã cổ phiếu này mình sẽ chú ý cho những cái phiên gọi là cái phiên giao dịch sắp tới, còn đa phần là nó có không có những cái tín hiệu nó đồng thuận với nhau. Đấy nên là thị trường của chúng ta có những cái yếu tố gọi là nó rút chân nó tương đối yếu ớt. Và nếu mà anh chị mình xem qua những cái lệnh gọi là có những cái mã cổ phiếu nó được gọi là nó được rút chân á, nhưng mà anh chị mình xem qua cái số lượng gọi là cái số lượng kê á, em có quan sát trong phiên á, thì cái khối lượng nó gọi là cái khối lượng nó tương đối lỏng lẻo, và cái nó chỉ đặt đâu đó khoảng 5.000 10.000 thôi. Cái lực cầu nhìn chung là nó khá là yếu anh chị ha, khá là yếu trong giai đoạn này. Thì mình cứ chờ đợi thêm và mình chờ đợi cho một cái điểm đánh sóng tiếp tục ha. Thì các cổ phiếu mở biên rơi thủng nền này hồi lên cũng để mà anh chị mình hài tỉ trọng và chờ cơ hội mới này, vì cơ bản cổ phiếu mở biên thủng nền nó sẽ cần có những khoảng thời gian để mà nó tích lũy. Đấy thì nhìn chung là thị trường này vẫn chú trọng hài tỉ trọng để mà phòng thủ cái danh mục, các mã cổ phiếu mở biên thủng nền đợi những cái nhịp đánh sóng mới thì lúc đó gia tăng trở lại, hoặc là có những cái yếu tố khi mà nó test nền không thành công á thì mình sẽ tiếp tục mình hạ. Đấy thì nhìn chung là cái mốc 1030, vùng 1040 khá là quan trọng trong những cái nhịp đánh này, nên là các vận động cung cầu nó sẽ chịu nhiều áp lực và sự phản ứng quanh cái ngưỡng này khi mà thị trường của chúng ta nó hồi phục lên và nó test lại. Thì với những cái điều kiện sóng mà khi mà để mà nó hình thành lên một cái cơn sóng mới á, thì nó sẽ cần có những cái phiên tăng hồi phục phủ định lại cái phiên giảm điểm ngày hôm qua, có nghĩa là nó tăng gọi là nó tăng thốc lên, nó vượt hẳn khỏi vùng 1040 thì em đánh giá tích lũy lại, thì lúc đó nó sẽ là những cái điểm đánh sóng mới, thì cơ hội nó sẽ mở ra. Còn nếu mà nó trường hợp nó giảm điểm tiếp thì nó sẽ cần có những cái thời gian để mà nó tạo ra một cái biên độ tích lũy và những cái biên độ gọi là hấp thụ trở lại. Đấy, nó tạo ra những cái mô hình gọi là mô hình gãy nền dụ cho những cái giai đoạn sau, thì lúc đó mình lại có những cái cơ hội để mà mình gọi là mình mua lại ở những cái vùng giá thấp. Đấy, mình tạo ra những cái điểm chân sóng mới để mà mình gọi là mình nắm bắt cho những cái giai đoạn sau anh chị ha. Nên là mình gọi là anh chị mình đang cầm margin á, hay là tỷ trọng cổ phiếu cao á, thì mình cũng canh những cái nhịp hồi phục test nền, mình tranh thủ mình hạ bớt cái margin, hay là các mã cổ phiếu xu hướng thủng nền á trong nhịp này nè, thì mình cũng gọi là mình cũng canh hạ để mà mình giữ những cái sức mua cho những cái giai đoạn tiếp anh chị ha. Thì đối với cổ phiếu này thì sáng nay mình cũng có cập nhật nè, cái vùng này là những cái vùng kháng cự. Đấy thì đầu phiên các cổ phiếu gọi là hàng phiên cái bull trap về á, thì hôm nay là có nhiều mã cổ phiếu nó có những cái tín hiệu gọi là cái phiên bull trap về, giống như là nhóm ngành chứng khoán đi, thì cái gọi là cái lực cầu của cổ phiếu nó cũng gọi là nó đỡ, cũng không có gọi là cái áp lực cung nó còn tương đối nhiều, nên là nó cũng sẽ cần có những cái khoảng thời gian anh chị ha. Đó nên là đa phần cổ phiếu thủng nền này nên cần có những cái yếu tố đồng thuận chung để mà nó giữ nhịp cho chỉ số của chúng ta, kéo trụ mid cap để mà kiểm tra những cái lượng cung cầu, nên tích lũy lại xong á thì mình sẽ đánh cho những cái giai đoạn sau. Đó nên là hiện tại vẫn duy trì tỷ lệ an toàn chờ đợi những cái nhịp mới. Đó thì nhìn chung là tin STB này, khi mà tin tức nó ra thì anh chị mình cũng cân nhắc gọi là nhìn chung là nó có những cái yếu tố gọi là nó được đỡ cung trở lại. Đấy, đỡ cung trở lại, nhưng mà bản chất á, nó gọi là khi mà cái tin tức nó ra nó cũng sẽ tạo ra những cái quá trình gọi là hấp thụ, nhưng mà cái cung cầu nó khá là lỏng, nên là để an toàn á thì mình vẫn
Hoặc là em đang khuyến nghị trong cái kể cả trong cái phiên chiều ngày hôm nay nó có những cái dấu hiệu nó gọi là nó bùng nổ, gọi là nó tạo ra những cái nhịp test nên đi lên á, thì mình cũng phải hạ tỷ trọng để mà chờ những cái nhịp mới thôi anh chị ha. Thì đó là những cái khuyến nghị của em. Còn những cái mã cổ phiếu mà mình đánh sóng nè anh chị mình xem qua nè, giống như là những cái mã cổ phiếu giống như là con LBB á, là những cái mã cổ phiếu mình đánh sóng trong giai đoạn vừa qua, thì mình chốt được vùng giá 13.7. Thì hiện tại bây giờ giá nó bao nhiêu vậy? Giá nó 12.6, có nghĩa là nó còn mất đi 10, gọi là mất đi khoảng một giá. Đấy thì mình chốt cũng quanh cái ngưỡng này thôi, tại vì cái bản chất cổ phiếu nó là một cái tính chu kỳ. Đấy, tính chu kỳ khi mà nó tích lũy xong nè, nó đánh được những cái điểm đánh sóng nè, giai đoạn gọi là tích lũy, giai đoạn đầy giá, thì những cái giai đoạn nó sẽ cần có những cái khối thời gian nó đi ngang để mà nó tạo ra những cái dư địa nó hấp thụ. Nhưng mà cái giai đoạn này nó biên độ của cổ phiếu nó tương đối lỏng và cái xu hướng của thị trường bắt đầu nó có những cái điểm chững, nên là mình cũng chốt sớm thôi, chốt sớm để mà mình hạn chế cái yếu tố rủi ro. Đấy thì nếu mà cái trường hợp mà anh chị mình đánh sóng mình chặn lại á, thì khi mà nó phải thủng khỏi vùng giá 13 thì mình cũng phải bắt buộc mình hạ ra thôi anh chị ha, để mà mình chặn lại, để mà mình giữ được những cái điểm đánh sóng này nè. Đó là những cái con liên viên nè, mình chốt được vùng giá 12 gọi là 13.7 nè anh chị ha. Đấy là giá xanh này mình chốt thêm 20% nữa, còn lại 50% mình sẽ chặn lại vùng giá 12.8. thì sau cái quá trình chặn lại đó thì em cũng có cập nhật với anh chị mình về những cái việc mà mình gọi là mình bán cổ phiếu. Đấy, mình bán cổ phiếu này, áp lực bán của Liên Việt nó đang gia tăng này, thì Liên Việt mình chốt hết vùng giá 13.13.4 anh chị ạ. Khi mà cái chạc 1 giờ của cổ phiếu á, nó có những cái tín hiệu nó mở biên, nói tìm mở biên thì mình gọi là mình bắt đầu mình chốt những cái mã đánh sóng thôi để mình thu tiền về. Đấy, thu tiền về mình giữ những cái còn lại anh chị ha. Hay là những cái mã cổ phiếu này vào ngày 12 tháng 12 này, thì những cái mã cổ phiếu MBB, SSI này, hay là KBC, hay là nhóm thép này đa phần test đỉnh nhưng mà xung lực yếu á, thì mình cũng sẽ chốt hết luôn. Có nghĩa là mình trong giai đoạn này á, trong những cái giai đoạn mà chốt đánh sóng á, có nghĩa là mình đã chốt gọi là mình đã có được một cái quá trình đánh sóng, mình đã có được những cái biên độ lợi nhuận đánh sóng rồi. Còn những cái giai đoạn sau, những cái mã cổ phiếu giống như là con VCI hay là những cái con mà mình đánh gọi là đánh những cái nhịp bùng nổ bứt thoát á, mà nó lại fail, có nghĩa là nó đang phủ định lại những cái quá trình tăng điểm giai đoạn trước đây cổ phiếu, thì ngày hôm qua mình cũng bắt buộc mình phải bán ra thôi. Thì hôm nay là nếu mà cái cơ hội này nó vẫn có những cái nhịp gọi là để mà nó test nền trở lại, thì đây cũng là những cái nhịp để cho anh chị mình hạ thôi. Tại vì sao? Tại vì những cái yếu tố thứ nhất này, cái biên độ cung cầu cổ phiếu nó đang tương đối lỏng, cái thứ hai là cái thanh khoản cổ phiếu nó đang tương đối lớn, có nghĩa là cái lực bán nó đang có những cái tín hiệu nó áp đảo, nên là nó sẽ cần có những cái khoảng thời gian để mà nó tạo ra những cái biên độ tích lũy mới. Đó nên là nhìn chung là giai đoạn này là một cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta nó đang xuất hiện những cái yếu tố rủi ro anh chị ha. Đó nên là đa phần các cổ phiếu á, nó sẽ có những cái thiên hướng nó đi gọi là đi đi chung theo cái nhịp đập của thị trường. Đó nên là có những cái mã cổ phiếu nó có những cái xu hướng gọi là nó thúng nền, thì bắt buộc anh chị mình phải gọi là mình phải hạ tỷ trọng để mà chị gì, để mà đảm bảo một cái nguồn vốn cho anh chị mình đánh những cái nhịp sóng sau. Còn cái trường hợp đối với thị trường của chúng ta khi nào nó tích lũy thành công, thì cái thứ nhất là nó phải cần có một cái quá trình nó tăng phủ định lại cái phiên giảm điểm này. Đấy, nó tăng phủ định lại có nghĩa là nó sẽ vượt hẳn khỏi vùng giá 1.040 này, nó tích lũy trở lại, thì nó sẽ giống như với những cái nhịp này nè anh chị ha, nó sẽ giống như với những cái nhịp này. Đấy, anh chị mình xem qua nè, cái nó gọi là nó cũng có những cái quá trình gọi là nó test hai đáy này, nó thủng lên này, sau đó nó tạo ra những cái quá trình gọi là nó test trở lại này, test không thành công này, test nhịp hai này, bắt đầu dòng tiền nó mở biên trở lại, nó tích lũy lại trên cái vùng gọi là nó phù định lại cái phiên giảm điểm ngày hôm trước, nó tích lũy trở lại, sau đó dòng tiền mở biên lên, anh chị mình kể cả anh chị mình đánh cái phiên này vẫn kịp. Đấy, vẫn kịp để mà chi, để mà gọi là khi mà có sóng anh chị mình đánh bây giờ vào những cái phiên xác nhận á, thì cổ phiếu nó sẽ đi rất là tốt, để mà tránh những cái trường hợp mà nó tích lũy không thành công. Nó giống như giai đoạn này, đấy, khi mà cổ phiếu nó thủng nền này thì nó cũng gặp lại những cái quá trình nó tích lũy nền. Đấy, nó gặp lại những cái quá trình nền này, nhưng mà cái yếu tố tích lũy của cổ phiếu á, nó tương đối lỏng lẻo và nó không có những cái phiên xác nhận để mà nó tạo ra những cái tín hiệu nó phủ định lại cái phiên giảm điểm ngày hôm nay, ngày gọi là phiên giảm điểm ngày 7 tháng 9. Nó là cái quá trình gọi là quá trình nó sẽ test bị fail và nó sẽ tiếp tục tạo ra một cái quá trình giảm điểm tiếp tục. Đấy, nên là để mà tránh những cái tình trạng, tại vì cái bản chất giai đoạn này là giai đoạn mà thị trường của chúng ta nó đang tạo ra một cái biên rơi và nó test về nền, nên là những cái điểm test nền là như thế này này, là những cái điểm gọi là để mà anh chị mình hạ tỷ trọng và mình chờ đợi những cái nhịp mới, tích lũy thành công thì mình tham gia, tích lũy không thành công thì mình đã gọi là mình đã có những cái gọi là cái giữ được những cái nguồn tiền trong một cái xu thế giảm của thị trường của chúng ta anh chị ha. Đấy, nên là đối với các gọi là cái yếu tố đánh sóng á, tiếp tục á, thì em đánh giá là nếu mà mình bật qua cái chặt 1 giờ thì mình sẽ thấy yếu tố nó rõ nét hơn, có nghĩa là nó đang tạo ra một cái yếu tố hai cái phiên gọi là hai cái phiên ngày hôm qua và cái ngày hôm nay á, thì nó đang tạo ra một cái bước đi nó giống nhau, có nghĩa là nó gọi là nó tăng lên, sau đó nó có những cái tín hiệu nó rút chân về mặt cuối phiên. Đấy, nên là nhìn chung là đang tạo ra một cái yếu tố nó hai đáy, nhưng mà cái phiên xác nhận sao vậy, nó phải vượt khỏi những cái điểm như thế này. Đấy, điểm như thế này này, đấy thì mình mới kỳ vọng cho một cái quá trình gọi là tích lũy lại ở những cái giai đoạn sau.
Còn nếu mà nó tích lũy không thành công thì cổ phiếu nó rơi về những cái vùng gọi là những cái điểm gọi là cái điểm hỗ trợ, những cái vùng bên dưới có thể là vùng 980. Nếu nó tích lũy trở lại thì mình lại có những cái cơ hội để mà mình gọi là mình tham gia gọi là ở những cái vùng giá nó hấp dẫn hơn. Nếu để mà gọi là nó mua được ở những cái vùng giá nó tốt hơn. Tuy nhiên là chỉ ít là trong những cái khoảng thời gian này vẫn là những cái khoảng thời gian để mà mình hạ tỷ trọng thôi. Đấy, khi mà cổ phiếu nó có rất là nhiều những cái mà cổ phiếu nó có những cái yếu tố gọi là nó mờ biên rơi thôi anh chị ha, và đặc biệt là những cái lượng cung cầu của giai đoạn này nó đang tương đối lỏng, nên là nhìn chung là cái yếu tố gọi là giữ tiền thì em đánh giá là nó vẫn được đề cao trong những cái giai đoạn này của cổ phiếu ha. Đấy là cái xu hướng về mặt thị trường. Thì nhìn chung á thì hai cái phiên, những cái phiên gần đây là những cái phiên để mà mình hạ tỷ trọng, còn những cái giai đoạn sau nó tích lũy tốt, nó tạo ra những cái phiên phụ định lại tăng vượt gọi là nó đang hình thành lên một cái kênh giá này anh chị, mình để qua cái kênh giá này. Đấy, đây là chính là một cái kênh giá, đấy kênh giá này cổ phiếu này. Đấy, thì nó test về biên dưới nó bật lên, nó test về biên trên nó gọi là nó bị bán xuống. Nhưng mà cái total lại anh chị là cái phiên, những cái phiên, những cái kênh như thế này này nó chưa xác nhận cho một cái xu hướng mới, nó chưa xuất hiện cho một cái điểm đánh sóng mới. Tuy nhiên anh chị mình xem qua cái chỉ số nó không có giảm nhiều á, nhưng mà có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó tạo ra một cái yếu tố mở biên gọi là mở biên áp lực cung này nó tương đối lớn và nó đã có những cái dấu hiệu nó thủng nền rồi. Nên là mình cứ giữ thị trọng thôi anh chị ha, để mà mình chi, để mà khi nó, nếu mà nó tốt, nó tích lũy trong cái khoảng thời gian này nè mà nó tạo ra những cái biên mở biên xác nhận đi lên tiếp tục á thì mình lại có cơ hội mình đánh một cái điểm sóng mới. Nó còn khi nào gọi là khi nào nó có những cái yếu tố gọi là áp lực bán nó lớn dần, nó thông gọi là rắc khỏi những cái vùng nền dưới này này thì nó về lại những cái vùng giá thấp đó tích lũy trở lại, thì đấy lại là những cái cơ hội mình mua được ở những vùng giá thấp anh chị ha. Đấy, nên là mình phải tùy cơ ứng biến đối với thị trường của chúng ta, tùy ra theo từng những cái giai đoạn. Giống như là những cái giai đoạn này này, em cứ nghĩ cho anh chị mình đánh sóng một cách rất là quyết liệt, có nghĩa là mình đi những cái tỷ trọng vốn kim tự tháp, đấy đi những cái vùng nền dưới này đi rất là nhiều, có thể anh chị mình đánh margin, mình đã ăn được một cái giai đoạn sóng giai đoạn vừa rồi. Còn những cái giai đoạn sau là những cái giai đoạn cổ phiếu nó đi ngang, nó không có rõ xu hướng thì nó sẽ có những cái chiến lược đánh ngắn. Đấy, đánh ngắn thì đánh ngắn với một cái tỷ trọng nó vừa gọi là nó thấp thôi, tại vì cái bản chất á là cái yếu tố mình đi theo một cái mẫu hình gọi là mẫu hình kim tự tháp. Đấy, cái quá trình đi vốn của chị mình càng lên cao gọi là cổ phiếu nó gọi là khi mà nó chưa rõ về mặt xu hướng á thì mình đánh ngắn thì nó sẽ có một vài cái cổ phiếu nó sẽ phân hóa với nhau, thì mình sẽ đánh với những cái tỷ trọng nó vừa phải. Đấy, nó vừa phải để mà chi, để mà khi mà cái yếu tố nó có những cái dấu hiệu nó mở biên như thế này này thì nó không bị ăn lại cái gọi là cái biên độ lợi nhuận anh chị mình đã đánh trong những cái điểm sóng rồi, và mình phải chờ đợi, mình phải giữ tỷ trọng để mình đánh cho những cái điểm sóng mới tiếp tục anh chị ha. Nó là cái mốc gọi là cái mốc vùng 1030, vùng 1040 nó vẫn sẽ là những cái điểm hỗ trợ khi mà cổ phiếu nó có những cái dấu hiệu nó tách về. Còn nếu mà nó tốt á thì anh chị mình gọi là nó tích lũy trở lại vùng này, anh chị mình đánh nhịp sâu nó không vấn đề gì cả, nó giống với những nhịp này thôi anh chị ha. Nó không phải là gọi là thị trường không bao giờ trễ cả, mà sao chị, mà mình phải mua đúng cái thời điểm, mà mình phải mua khi mà cổ phiếu nó có được những cái yếu tố về mặt xu hướng anh chị. Giống như giai đoạn này nè, anh chị nào nhận diện sớm thì anh chị mình mua ở những cái phiên này, nhưng mà cái bản chất ra thì sau quá trình gọi là bật tăng xác nhận này nó phải cần có một cái quá trình nó tích lũy trở lại, thì cái phiên này mới là những cái phiên mở biên cho một cái điểm sóng anh chị lưu ý ha. Đây là những cái phiên gọi là phiên mở biên đầu tiên, đây là những cái phiên xác nhận, thì anh chị mình đánh sâu á anh chị mình có thể mình mua cao để mà mình bán ăn trọn cho một cái con sóng tiếp tục. Nhưng mà cái bản chất bây giờ thị trường của chúng ta nó đâu xuất hiện những cái yếu tố cái phiên xác nhận này đâu, có thể là ngày mình gọi là một vài phiên tới nó xuất hiện thì mình vẫn còn có những cái cơ hội khi mà cổ phiếu nó hấp thụ những cái lượng cung hàng nó tích lũy nữa mà. Đấy, nên là chính là khi mà cái yếu tố rủi ro thì mình cứ quan trọng nhất mình cứ hạ thị trọng trước đã anh chị ha, để mà mình giữ tiền. Tại vì cái bản chất cái quan gọi là cái nó không phải là gọi là đối với một cái yếu tố về mặt đầu tư á thì không phải là mình kiếm tiền mà mình phải bắt buộc mình phải giữ tiền nữa. Đấy, nên là trong một cái giai đoạn mà thị trường chung của chúng ta giảm rất là mạnh giai đoạn này này, từ vùng 1.500 trở xuống này, thì cái quan trọng nhất anh chị mình giữ tiền, anh chị mình đã gọi là mình đã rất là thành công rồi. Đấy, rất là thành công. Đấy, nên là giống như là giai đoạn này này, anh chị gọi là 1 tỷ á, 1 tỷ mình mua chỉ được gọi là 10.000 cổ phiếu hay là 20.000 cổ phiếu, nhưng mà dưới giai đoạn này này 1 tỷ đó mình mua được 50.000 cổ phiếu. Đấy là một cái gọi là cái vị thế nó hoàn toàn nó khác nhau. Nên là không chỉ mình kiếm tiền trong một cái giai đoạn tăng mà mình còn phải giữ tiền khi mà cổ phiếu nó có những cái xu hướng nó rủi ro và nó mở biên nữa anh chị ha. Đấy, nên là những cái tín hiệu ngày hôm nay em quan sát được á thì đa phần nó có những cái yếu tố nó kéo những cái mà cổ phiếu trụ, và nó không gọi là cái lực cầu ngày hôm nay nó vào nó tương đối gọi là nó tương đối lỏng lẻo, có những cái lệnh kê cung nó cũng rất là bé và cái cầu kê gọi là cái cầu kê á, nên chúng là cái yếu tố cung cầu hiện tại nó đang tương đối lỏng, nên là em đánh giá là cái yếu tố này mình phải cần có những cái tín hiệu mình chờ đợi thêm. Đấy, chờ đợi thêm cho những cái giai đoạn mới anh chị ha, để mà mình đánh sóng mới. Thì em đánh giá thì có thể là nếu mà
nó tích lũy trở lại, nó tạo ra những cái phiên xác nhận thì mình sẽ đánh tiếp tục. Thì nó phải phụ thuộc vào những cái yếu tố hấp thụ cho những cái phiên sau, và mình phải cần có những cái phương pháp và cần có những cái chiến lược trong những cái phiên sắp tới, để mà gì, để mà khi mà cái yếu tố nó tạo ra những cái phiên xác nhận, mình phải nhận biết được là cái dòng nào là cái dòng dẫn dắt, cái dòng nào mà nó cái dòng để mà nó tạo ra những cái tín hiệu cho thị trường của chúng ta, để mà mình tập trung vào những cái nhóm ngành đó. Thì ngày hôm nay này em cũng có cập nhật với anh chị mình các gọi là các khuyến nghị này, mình phải ưu tiên cho những cái mã cổ phiếu á mà nó có những cái yếu tố phục hồi về lại vùng nền tốt nhất. Đó, thì lúc đó giai đoạn sau mình là những cái giai đoạn để mà anh chị mình sẽ theo dõi anh chị ha. Chỉ có những cái mã cổ phiếu rút chân về nền, gọi là về nền nhanh nhất á, thì mình sẽ chú ý cho những cái giai đoạn tới. Chứ còn bản chất những cái mã cổ phiếu mà nó gọi là nó thuộc dạng nó mờ biên tăng, giống như là anh chị mình để là những cái con giống như là con ghét này, hay là con như thế này, thì làm sao nó có những cái yếu tố nó tăng nhanh được? Tại vì sao? Tại vì nó đang trong một cái quá trình đa dạng. Đó nên là mình phải hiểu về cái tính chu kỳ của một cái mã cổ phiếu. Đây là tích lũy này, ta gọi là tích lũy này, đại giá này, phân phối này, đề giá này, anh chị ha. Nên là tùy từng cái giai đoạn mình phải có những cái chiến lược với nhau. Nên là khi mà nó xác nhận cho một cái quá trình rơi á, thì có thể nó sẽ tạo ra một cái vùng nền biên mới, nó tạo ra một cái quá trình tích lũy mới cho cổ phiếu. Đó nên là nhìn chung là cái yếu tố này thì để mà hiểu sâu, hiểu rõ hơn về những cái gọi là để mà mình gọi là mình có đưa ra những cái chiến lược giao dịch hay là những cái chiến lược đi vốn á, thì cái trong cái tháng 12 này em có mở một cái khóa coaching thực chiến đầu tư đấy, đối với cho dành cho cái room khách hàng của mình, nó hoàn toàn miễn phí cả. Nên là nếu mà chị mình đăng ký á, thì mình cứ đăng ký gọi là mình có thể mình liên hệ cái số Zalo của em đang chạy đang ở dưới cái màn hình 0339079886 để mà mình cùng đưa ra những cái phương pháp, mình có những cái yếu tố mình phổ cập thêm về những cái phương pháp của mình, phương pháp về những điểm mua, điểm bán, điểm nhận diện trong một cái cơn sóng, hay là những cái cách mà chị mình đi vốn với nhau á, thì nó sẽ là những cái yếu tố cho anh chị mình thêm một cái động lực, thêm một cái yếu tố về mặt tự tin, thêm cho anh chị mình về những cái góc nhìn để mà khi anh chị, để mà khi mà nó xuất hiện những yếu tố sóng, mình sẽ nắm bắt một cách kịp thời. Đấy, mình nắm bắt một cách kịp thời và gì, và để mà mình tự tin cho những cái việc mà mình giải ngân và có những cái chiến lược nó phù hợp anh chị ha. Đấy, nó là cái tỷ gọi là cái quy mô vốn anh chị mình đi á, nó cũng sẽ là rất là quan trọng. Như giai đoạn này nè, mình đi ít, nhưng mà đối với khi mà cái yếu tố nó rõ ràng trở lại, gọi là thị trường nó đã tăng một cái biên độ rồi, thì anh chị mình nào cũng thấy rõ ràng rồi, bắt đầu mình gia tăng quy mô vốn, thì những cái biên độ giảm ngày hôm nay có phải là nó đã ăn mòn lại những cái giai đoạn này nữa không anh chị ha? Tại vì cái bản chất cái lợi nhuận mình sinh ra thì nó sẽ bằng cái quy mô vốn chị mình đi nhân với cái vị thế của chị mình. Vị thế mình càng thấp, mình đi vốn càng lớn á, thì gọi là những cái yếu tố gọi là ăn sóng á, nó sẽ càng gọi là cái biên độ lợi nhuận nó sẽ càng cao. Nhưng mà càng lên cao chị mình đi vốn vốn càng lớn á, thì chỉ cần đến những cái nhịp rung dữ trong ba cái phiên ngày ngày hôm nay thôi, thì nó ăn mòn lại cái toàn bộ những cái còn lại của chị mình đã gọi là đã nắm bắt được trong những cái cơn sóng này. Đó nên là cái quy mô vốn anh chị mình đi nó sẽ rất có, nó cũng sẽ là những cái quá trình nó rất là quan trọng anh chị ha. Nên là vì sao em cứ nghĩ cho anh chị mình càng lên cao mình phải càng thu hẹp cái quy mô vốn, và những cái giai đoạn sóng là mình ăn cả một cái giai đoạn sóng rồi, còn giai đoạn này mình chỉ đánh ngắn, mình ăn những cái tỷ lệ nó gọi là tỷ trọng vốn mình đi gọi là nó thu hẹp thôi anh chị ha. Nên là trong nhìn chung là những cái mà đánh ngắn trong những cái giai đoạn này của cổ phiếu này, thì nhìn chung là mình cũng bị mất lại đi một phần. Đấy, mất lại được một ít thôi anh chị ha. Nhưng mà tôi lại trong cả một cái cơn sóng này thì mình vẫn kiếm lại được những cái lợi nhuận. Đấy, chỉ có những cái người gọi là chỉ có những cái việc mà mình đi quy mô gọi là nhà đầu tư á, mình đi quy mô vốn nó cao trong giai đoạn này, mình thấy thị trường nó tăng ngon quá, mình tham gia vào á, thì lúc đó sao chị, thì lúc đó nó ăn gọi là ba cái phiên gần đây nè, nó mới ăn mòn vào cái gọi là cái NAV của anh chị mình thôi anh chị ha. Nói nên là nhìn chung trong cả một cái cơn sóng vừa rồi mà gọi là mình có những cái view nó hơi bị sai lệch á, thì đánh giá là thứ nhất là có những cái phương pháp của mình đi nó chưa đúng, hay là những cái điểm mua bán của mình nó bị cuốn theo cái tính chất về mặt thị trường, thì anh chị mình có thể mình liên hệ với em, hay là cần có một cái hệ thống để mà mình cùng đồng hành với nhau á, thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339079886 để mình cùng đưa ra một cái góc nhìn, và có để mà phổ cập thêm về những cái phương pháp, về những cái góc nhìn. Khi mà cổ phiếu nó có những cái tín hiệu nó xuất hiện thì mình phải bắt buộc mình phải tham gia được ở những cái vị thế nó thấp, ở những cái vùng chân con sóng á, thì lúc đó những cái lợi thế của anh chị mình nó mới càng cao anh chị ha. Thì đấy là cái xu hướng về mặt thị trường chung của chúng ta. Nhìn chung là trong những cái hai phiên gần đây thì em cũng chú trọng cái vấn đề về mình hạ thị trọng và mình giữ tiền. Đã giữ tiền đấy, trong những cái giai đoạn sau thì mình nếu mà nó xuất hiện những cái điểm xác nhận, mình sẽ đánh tiếp tục cho một cái quá trình mới. Thì nhìn chung là cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà cái yếu tố gọi là cái thanh khoản nó không có nhiều, thì em vẫn kỳ vọng cho một cái quá trình test tiếp tục trở lại. Đấy, có thể là
còn là có thể là trong những cái 1 đến 2 phiên sắp tới á, nó có những cái quá trình gọi là nó test nền trở lại, thì mình cũng kỳ vọng cho một cái quá trình test nền nó thành công thôi, nó giữ được những cái vùng nền trên này này thì lúc đó nó xuất hiện cho những cái điểm mua tiếp tục, cái điểm đánh sóng tiếp tục thì nó lại mở ra những cái cơ hội cho anh chị mình để mà mình gọi là mình tham gia, để mà mình gọi là ăn có gọi là ăn một cái cơn sóng trước những cái gọi là trước test âm anh chị ha. Nó này nó test một test hai này test hai đấy này, có thể là nó quay lại nó test vùng này một lần nữa trong những cái phiên sắp tới, nhưng mà cái yếu tố test thành công hay không thì cái vấn đề này nó phải cần thứ nhất á, phải cần mình quan sát những cái key, cái điểm gọi là cái cổ phiếu nó mấu chốt á trong những cái phiên gọi là nó quay trở lại nó test, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là nó có những cái yếu tố cái dòng, nó gọi là một cái, nó sẽ cần có một cái dòng nó tạo ra những cái tín hiệu để mà nó dẫn dắt, thì gọi là dẫn dắt cổ phiếu nó bứt thoát, gọi là bứt thoát khỏi những cái điểm kháng cự trước đây, sau đó nó có một cái quá trình tích lũy trở lại thì lúc đó là những cái điểm đánh sau anh chị ha. Cái quan trọng nhất là cái dòng nào, là cái dòng nó tạo ra những cái tín hiệu nó dẫn dắt cho một cái giai đoạn sau, thì mình cứ tập trung vào cái dòng đó mình đánh thì nó sẽ rất là tốt. Nhưng tại vì cái bản chất giai đoạn này là giai đoạn mà thị trường chung của chúng ta nó phân hóa, anh chị mình để nè, thị trường chung giảm 4 điểm nhưng những cái mã cổ phiếu mà nó mở biên giống như con ghét nè nó vẫn sàn đấy, nó vẫn sàn, hay là những cái con bất động sản này DG này hay là sale này vẫn sàn. Nó vẫn sang sao chị? Đây là những yếu tố mở biên rồi chứ nữa, mở biên rồi này, biên độ lỏng lẻo này, mở biên thì những cái phiên này chính là những cái phiên nó thủng này đấy, để mà nó xác nhận cho một cái quá trình nó giảm điểm tiếp tục đối với cổ phiếu ha. Thì đó là cái về mặt cái xu hướng về mặt thị trường chung của chúng ta đấy. Thì đối với cái vấn đề về đối với về từng mã cổ phiếu thì trong cái phần tiếp theo video này em sẽ cùng với anh chị mình cùng cập nhật để mà mình đưa ra một cái chiến lược nó phù hợp nhất, và có những cái mã cổ phiếu nào mà nó có những cái tín hiệu nó giữ lên tốt thì mình sẽ chú ý cho những cái quá trình tiếp theo khi mà thị trường chung của chúng ta nó có một cái quá trình gọi là nó hấp thụ, nó ổn định trở lại anh chị ha. Thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em, anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về một vài cái mã cổ phiếu. Thì đầu tiên này mình sẽ phân tích về cái nhóm ngành banh. Thì nhóm ngành banh thì em đánh giá là trong cái phiên ngày hôm nay hay là trong những cái khoảng thời gian vừa rồi thì em có quan sát được những cái mã cổ phiếu giống như là con CTG này. Thì mặc dù cái biên độ của cổ phiếu nó biến động lắm á, nhưng mà anh chị mình xem qua cái bản chất á là những cái khối lượng bắt đầu nó có những cái dấu hiệu nó cạn kiệt dần. Thì những cái mã cổ phiếu này em sẽ gọi là bắt đầu mình sẽ chú ý cho những cái giai đoạn sau. Ở thời điểm này mình chỉ chú ý thôi, khi nào nó có những cái tín hiệu nó xác nhận thì bắt đầu mình sẽ tập trung vào những cái mã cổ phiếu nó giữ nên như thế này nè, đấy, để mà mình đánh cho những cái nhịp độ sau thì nó sẽ rất là phù hợp hơn anh chị ha. Nên là nhìn chung là con CTG này nó vẫn giữ được những cái vùng nền như thế này thì chứng tỏ cho một cái vấn đề cổ phiếu nó đang có những cái quá trình nó tạo ra được những cái yếu tố nó có những cái dòng tiền để mà nó đỡ cung ở những cái vùng nền biên dưới nó tương đối tốt. Thì nhìn chung là những cái mã cổ phiếu này cạn cung, đó là những cái yếu tố đi ngang mà cạn cung mà nó không chịu tác động đối với cái so với thị trường á, thì chứng tỏ như những cái mã cổ phiếu này nó đang có một cái yếu tố nó đỡ cung tốt hơn so với thị trường chung của chúng ta, thì nó sẽ là những cái mã cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt cho một cái giai đoạn sau khi mà thị trường chung của chúng ta nó xuất hiện những cái phiên xác nhận anh chị ha. Đấy, nó là những cái con như thế này này thì anh chị mình có thể mình tập trung chú ý đưa vào một cái diện theo dõi đấy, để mà mình gọi là nó, để mà mình đánh một cái nhịp sau nếu mà thị trường chung của chúng ta nó sớm xuất hiện một cái phiên gọi là cái phiên xác nhận sóng tiếp tục ha, CTG. Tuy nhiên á, anh chị mình xem qua này, cái lệnh kê á nó rất là bé thôi, nó 1.500 nè, 2.100 nè, 4.100 nè, 200 nè, cái số lượng khớp anh chị mình xem qua nè, 3.000, 4.000. Nó đối với một cái mã cổ phiếu giống ngành banh mà nó khớp gọi là 3.000, 4.000 như thế này, nó không phải là một cái yếu tố để đáng tin cậy để cho anh chị mình có thể mình tham gia trong giai đoạn này. Nhưng mà giai đoạn sau nếu mà cái trường hợp nó tạo ra những cái biên độ cân bằng tiếp tục, tích lũy tiếp tục, dòng tiền vào xác nhận cho một cái xu hướng mới thì mình sẽ ra gọi là những cái con này là những cái con nó sẽ có khả năng dẫn dắt trong giai đoạn sau anh chị ha. Thì thời điểm hiện tại mình chỉ quan sát và đưa vào một cái list mình theo dõi thôi anh chị ha. Tiếp tục những cái mã cổ phiếu banh khác giống như con BIDV. Nói BIDV nó vẫn giữ quanh cái vùng nền, yếu tố cạn cung nó đang dần hình thành. Tuy nhiên là cái biên độ cổ phiếu nó hiện tại nó đang tương đối lỏng. Đấy, nên là mình có thể mình chờ đợi cho một cái quá trình tích lũy siết dần cái nền biên mới. Đó là những cái con mà mình sẽ chú ý và mình tập trung vào, những cái con mà nó không gãy những cái điểm hỗ trợ, không khủng thủng qua những cái vùng nền thì mình sẽ tập trung mình chú ý cho những cái giai đoạn sau. Tuy nhiên là cái lượng kê của cổ phiếu hay là cái khối lượng khớp lệnh của cổ phiếu nó cũng không nhiều đối với thời điểm hiện tại. Nên là cái cung cầu cổ phiếu nó rất là lỏng. Đấy, rất là lỏng, nên là nhưng chung là đối với những cái yếu tố lỏng như thế thì mình sẽ chờ đợi những cái tín hiệu nó cung cầu nó gặp nhau, tung cung cầu nó siết chặt cái lượng biên á, thì lúc đó mình sẽ tập trung vào những cái con có đặc tính như thế này này, đặc tính nó giữ nền, gọi là nó không có biến động lớn khi mà thị trường chung của chúng ta nó tạo ra những cái phiên gọi là cái phiên mở biên anh chị ha. Thì có những cái mã cổ phiếu nó giữ nền nhưng mà nó trái lại nó cũng sẽ có những cái mã cổ phiếu nó tạo ra những cái biên độ nó
hoặc là nó thủng nền, nó mở biên, nó thủng nền, thì những cái con thủng nền thì bắt buộc anh chị mình phải xử lý thôi. Để mà chị, để mà khi mà cái yếu tố các mã cổ phiếu nó giữ nên tốt, thị trường chung của chúng ta nó có những cái yếu tố nó có sống trở lại, có những cái phiên xác nhận trở lại, thì mình đánh vào những cái con gọi là con khỏe, cái con dẫn dắt, thì nó sẽ là rất là tốt cho những cái gọi là cái điểm mua, cái điểm bán và những cái vị thế sau này của anh chị mình ha. Thì tiếp theo của những cái con khác giống như là nhóm ngành ngân hàng, cái MBB này, cái MBB thì hôm nay á thì cái con này là cái con mà nó có những cái yếu tố nó về là những cái vùng nền hỗ trợ này, nó đang có những được những cái sự gọi là cái sự đỡ cung đấy, thì hôm nay là thanh còn thấp này, nhìn chung là nó đỡ cung được tương đối, cái gọi là cũng tương đối, thì kỳ vọng cho những con này nó test lại vùng này anh chị ha, test lại vùng này cũng là những cái nhịp để cho anh chị mình xử lý thôi, chứ cũng không phải là những cái điểm nắm bắt giai đoạn này nó tương đối vội anh chị ha. Nên là có thể là khi mà nó tạo ra những cái biên độ rung lắc, nó có thể nó giống như với những nhịp này này đấy, khi mà cổ phiếu nó về lại những cái điểm hỗ trợ này, có thể là nó tạo ra những cái biên độ nó hồi phục lên, nhưng mà cơ bản những cái nhịp hồi phục lên vùng này đó thì cũng là những cái điểm đầu tiên để cho anh chị mình có thể mình cân nhắc mình hạ thị trọng ra thôi anh chị ha. Chứ những cái mà cổ phiếu này nhìn chung á, nếu mà nó tích lũy lại, nó nhìn chung nó đi quanh cái ngưỡng biên này, tích lũy lại một thời gian nữa thì mình sẽ chú ý tới đấy. Thì thời điểm hiện tại thì trước mắt á, biến động lỏng thì mình cứ chờ đợi thêm thôi anh chị ha, chờ đợi thêm những cái quá trình tích lũy phía sau. Còn những cái nhịp mà nó biến động lỏng và hồi phục lên vùng này này, đây chính là những cái điểm kháng cự cổ phiếu mà em đánh giá là những cái vùng kháng cự này, thì chết trước mắt đối với cái thời điểm hiện tại của thị trường thì mình cứ nên hạ thị trọng ra trước đã ha. Rồi tiếp theo qua những cái mã cổ phiếu khác, con STB là cái con tâm điểm ngày hôm nay, có nghĩa là nó được kê những cái khối lượng gọi là khối lượng cung cầu của cổ phiếu, nó nhìn chung là nó biến động tương đối lỏng. Nếu mà mình bật qua cái chart gọi là cái chart 30 phút đi, anh chị mình sẽ thấy những cái sự biến động lỏng lẻo của cổ phiếu. Thì em cũng có quan sát con này trong phiên mà đó, anh chị mình không, có những lúc nó kéo lên bật tăng rất là mạnh, có những lúc nó đạp về rất là sâu, có nghĩa là cái biên độ như thế này thì làm sao anh chị mình giao dịch được đấy, làm sao anh chị mình giao dịch được đấy. Nên là hôm nay thì nó cộng hưởng với cái yếu tố về mặt tin tức là cái doanh nghiệp nó đang có những cái khoản lợi nhuận trước thuế nó tăng, nó tăng đâu đó là khoảng 100% so với cùng kỳ, nên là cổ phiếu nó có những cái tin tức nó bổ trợ thì nó có những cái yếu tố nó đỡ cung nó tốt. Nhưng mà cái bản chất giai đoạn này cũng đâu phải là những cái điểm mua nữa đâu anh chị ha. Thì những cái con này anh chị mình, nếu mà anh chị mình con cầm nắm á, thì nếu mà anh chị mình đánh cho một cái nhịp sóng á, thì chị mình có thể mình khi mà nó phủ định lại cái yếu tố cái phiên giảm điểm ngày hôm nay chính là thủng khoảng giá 22, thì em đánh giá anh chị mình nên hạ thị trọng, anh chị mình nên chặn đối với những cái mã cổ phiếu như thế này. Chứ còn bản chất điểm mua nó đâu có xuất hiện những cái điểm mua nữa đâu, biến động cổ phiếu nó cực kỳ lỏng lẻo thì nó sẽ cần có những cái khoảng thời gian để mà nó tạo ra những cái quá trình tích lũy mới, thì nó chỉ phù hợp cho những anh chị nào đang nắm giữ thôi anh chị ha, thì nó sẽ phù hợp ha. Hay là những cái con giống như con LBB này, đấy khuyến nghị những cái điểm mua, cái điểm bán, cái điểm mua từ cái phiên mở biên lên đấy, phiên xác nhận cho một cái điểm sóng này, bán là khi mà cổ phiếu nó có những cái quá trình nó tạo ra một cái gọi là cái dư địa tăng, bắt đầu nó thu hẹp dần rồi đấy. Nên là những cái yếu tố mình bán giai đoạn này này thì cũng có những cái lúc đúng, có những cái lúc mình cảm giác nó sai. Tại vì sao? Tại vì khi mà cổ phiếu nó kéo bật tăng lên như thế này này, thế này này, thì mình cảm giác là mình bán sai. Nhưng mà khi mà cổ phiếu nó có những cái quá trình nó test trở lại vùng nền bên dưới thì mình lại cảm giác mình đang bán đúng. Đấy, nhưng mà tôi lại sao chị? Nó vẫn đi ngang. Đấy, nó vẫn đi ngang. Nên là cái dư địa tăng nó bắt đầu nó thu hẹp, thì nó vẫn cần có một cái dòng tiền mới, những cái gọi là cái yếu tố thay máu dòng tiền mới, nhà đầu tư mới tham gia vào, thì lúc đó nó mới tạo ra những cái xung lực tăng tiếp tục. Đó nên là ngày hôm nay nè, nó mở biên ngày hôm qua nè, thì hôm nay nó bắt đầu nó hồi phục lại, thì mình kỳ vọng cho những cái nhịp gọi là đây là chính là những cái điểm dụ của cổ phiếu thôi. Đấy, hồi phục lên quanh cái ngưỡng này thì nó tích lũy lại thì mình sẽ tìm kiếm cơ hội cho những cái giai đoạn sau. Còn bằng chắc tôi tồn lại, nếu mà đánh giá về mặt cái cổ phiếu á, thì nó có được những cái sự hồi phục nó nhìn chung là nó cũng tốt hơn một phần so với những cái mã cổ phiếu khác. Cái mã cổ phiếu khác mà nó mở biên, nó tạo ra một cái quá trình volume lớn á, thì đó là những cái quá trình gọi là cổ phiếu nó gọi là cái bản chất vì những cái lực cầu giai đoạn này á, thì nó không gọi là nó rất là chọn lọc và nó tương đối yếu. Nên là nó những cái mã cổ phiếu lực bán yếu như thế này này thì có thể nó sẽ hồi phục rất test lại cái vùng nền. Nhưng mà đối với những cái con mà lực bán lớn giống như con GET hay là con VCG thì nó sẽ cần có những cái khoảng thời gian rất là nhiều để mà nó test lại vùng nền này nữa. Tại vì cái bản chất giai đoạn này cầu nó đâu có vào đâu. Anh chị mình xem qua này, cái thanh khoản ngày hôm nay này là một cái thanh khoản nó rất là yếu. Anh chị mình kể cả cái phiên sáng này, nó chỉ giao dịch gọi là cái phiên trước là cái phiên gọi là ở khoảng 11:30, có nghĩa là kết phiên sáng á, thì thị trường của chúng ta giao dịch 7.000 tỷ đối với cái phiên ngày hôm qua. Nhưng mà cái phiên ngày hôm nay nó chỉ giao dịch khoảng 3.100 tỷ thôi. Có nghĩa kết phiên ngày hôm nay là giao dịch khoảng 10.700 tỷ. Nhưng mà cái phiên trước là 14 gần 15.000 tỷ. Anh chị mình thấy cái gọi là cái dòng tiền hiện tại nó đang mất hút trên thị trường. Thì mình phải chờ đợi những cái tín hiệu dòng tiền nó quay trở lại. Có nghĩa là mình đánh theo cái phương pháp nào thì mình phải bán ra khi mà cái phương pháp đó nó gọi là nó không đạt kỳ vọng của chị mình. Có nghĩa là mình đầu tư theo dòng tiền, thì khi dòng tiền nó bắt đầu nó yếu dần, nó rút ra, thì bắt buộc anh chị mình phải bán ra thôi anh chị ha. Đó là cái điểm mua nó sẽ quyết định những cái điểm bán. Cái phương pháp của anh chị mình mua nó sẽ gọi là nó sẽ
gọi là nó sẽ quyết định cho những cái phương pháp mà anh chị mình nên bán ra. Anh chị mua vì lý do gì thì bán ra vì cái lý do đó, thì đã là một vài cái mã cổ phiếu của nhóm ngành banh hay là những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Tại sao gọi là tại sao mình phải bán cắt lỗ ra đấy, thì ngày hôm qua mình bán cắt lỗ này, hôm hôm trước á thì mình mua ở những cái vùng giá đỏ thì có thể là quanh quanh cái ngưỡng giá 27 này. Hôm qua nếu mà tôi tỏ lại mình cắt lỗ 400, hôm nay nó đi tiếp tục đấy, anh nhìn nào tốt hơn á thì sáng nay mình bán còn đâu đó là khoảng lỗ khoảng 1% thôi. Thì đó là những cái quá trình gọi là mình có khuyến nghị trong cái room khách hàng của mình. Nhưng mà sao chị, nhưng mà nó vi phạm những cái điểm mình đánh ngắn, có nghĩa là trong những cái giai đoạn sóng này này mình có thể mình đánh mình ăn cả một cơn sóng, nhưng mà giai đoạn tiếp theo á thì mình đánh chỉ đánh ngắn với một cái tỷ trọng nó thu hẹp thôi anh chị ha. Nên là khi mà cổ phiếu nó tạo ra những cái yếu tố đánh gấp hai như thế này này thì mình mua bởi vì cái yếu tố cổ phiếu nó tạo ra những cái điểm nổ ngắn, nhưng mà khi nó bùng nổ không thành công thì mình bắt buộc mình phải bán hại tỷ trọng anh chị ha, bán hại ra, tại vì nó phủ định lại cái phiên giảm điểm ngày hôm nay thế thôi anh chị ha. Nên là rất là đơn giản về những cái phương pháp của chị mình đấy, mình mua vì lý do gì thì mình bán vì cái lý do đó. Nên là VCI này thì nó trong những cái khoản gọi là cái khoản gọi là cái khoản mà mình có gọi là có thể xử lý được thì mình nên xử lý để tránh những cái khoản lỗ nhỏ nó dần dần nó hình thành những cái khoản lỗ lớn. Còn cái thời điểm này này anh chị mình xem qua cái thanh gọi là thứ nhất là cái thanh khoản lực cung lớn là cái thứ nhất, cái thứ hai biến động cổ phiếu nó tương đối lỏng lẻo, cái thứ ba trong cái phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cái lượng gọi là cái lượng bull trap của cái cây này về thì nó đang có được những cái yếu tố cái áp lực cung nó đang lớn dần. Đấy nên là nhìn chung là nó sẽ cần có những cái khoảng thời gian nó tích lũy trở lại. Đấy nên là tích lũy tốt thì mình đánh tiếp tục cho một cái nhịp sau, còn chết là giai đoạn này mình gọi là mình để mà mình xử lý cái tài khoản mình trước đã anh chị ha. Thì nhìn chung là cái yếu tố tốt của cổ phiếu ngày hôm nay á là về là những cái điểm hỗ trợ nó có những cái yếu tố nó rút chân, nhưng mà những cái rút chân với một cái biên độ lỏng lẻo như thế này thì em đánh giá nó gọi là nó sẽ tương gọi là trong những cái nhịp ngắn nó sẽ khó lên ngay. Nên là những cái mã cổ phiếu này để mà tham gia lại đối với em á thì mình phải chờ đợi thêm thôi anh chị ha. Nó sẽ cần có những khoảng thời gian để mà nó hấp thụ những cái lượng cung hàng quanh cái ngưỡng này. Tại vì sao đấy, giống như là những cái con giống như con SSI này đấy, mình đánh cả một cái giai đoạn sóng giai đoạn này, nghĩa là mình mua nếu mà anh chị mình có theo dõi em á thì mình mua quanh quanh cái ngưỡng giá 16 thôi, cái vùng ngày ngày 12 tháng 12 là cái cây này mình bán ra đấy, cái cây này mình test đỉnh không thành công này, cái vùng này này là những cái vùng mà test đỉnh không thành công mình bán ra đó. Thì hôm trước là bull trap này, hôm nay hoàng về thì những cái mã cổ phiếu mà sáng điểm nổ anh chị mình sáng điểm nổ những cái nhịp sau này thì gọi là có nó không đặt kỳ vọng thì chết mình cứ bán ra trước đã, tại vì cổ phiếu nó đang gọi là nó không đúng theo những cái kỳ vọng của anh chị mình, gọi là không đúng khi mà mình mua mình phải mua theo một cái phương pháp, mình có những cái phương pháp có những cái lý do mình mua thì mà khi mà cái lý do đó nó đang không đặt kỳ vọng thì nó bắt buộc mình phải xử lý mình bán ra để mà mình giữ những cái đồng vốn của anh chị mình trước đã anh chị ha. Là có thể là trong những cái nhịp sóng này này anh chị mình ăn trả cả trọn một cơn sóng thì giai đoạn này mình bị mất lại một một ít thôi anh chị ha. Tại vì cái quyết định về cái gọi là cái yếu tố để mà mình đi theo một cái yếu tố về mặt quy mô vốn mà anh chị ha. Đó nên là những cái phiên anh chị mình để này, cái phiên ngày hôm nay này, cái phiên ngày 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 16 tháng 12 em có khuyến nghị cho anh chị mình khi mà cổ phiếu nó bật tăng đi lên, nhưng mà các bạn chắc cái phiên từ cái phiên ngày 12 trở đi, gọi là từ cái phiên ngày 16 trở đi, từ cái phiên ngày 19 này, tại vì em thấy một cái vấn đề á là các mã cổ phiếu nó bật tăng nhưng mà cái dòng gọi là cái thị trường nó lại không có những cái tính đồng thuận nó xác nhận đấy, nên là nó nhìn chung là cuối phiên nó lại quay trở lại một cái tính bung trap đấy, nên là nhìn chung là nó tạo nó là những cái sự gọi là cái sự cảm về mặt thị trường rồi anh chị ha. Để mà thì cái quá trình cảm về mặt thị trường á thì nó phải cần có những cái yếu tố để mà mình trải qua nhiều cái giai đoạn của thị trường, nhiều cái tính thăng trầm, nhiều cái yếu tố gọi là mình về những cái góc nhìn để mà mình gọi là mình cảm được cái vấn đề này thôi anh chị ha. Đấy nên là nhìn chung là từ cái phiên ngày 19 trở đây em đâu có khuyến nghị anh chị mình mua cái mã cổ phiếu này nữa đâu, tại vì các bạn chắc cổ phiếu nó đã đi xa nền là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó gần về cuối á, thì các cổ phiếu nó bắt đầu nó tạo ra những cái nhịp bull, mà những cái nhịp bull này nó lại không có những cái tín hiệu nó đồng thuận thì nhìn chung là cái giai đoạn sau này thì bắt đầu mình gọi là mình cũng là những cái quá trình để mà mình gọi là mình gọi là cổ phiếu nào còn xử lý được thì mình xử lý thôi, mình chờ đợi những cái nhịp mới thôi anh chị ha. Đây là những cái con giống như con SSI này ngày hôm nay cũng là những cái phiên bull nó về mà nó đợi cung được những cái điểm hỗ trợ này thì nhìn chung là em cũng không đánh giá gọi là không đánh giá cổ phiếu nó sẽ lên ngay đâu, mà nó có nếu mà nó tốt quá thì nó tích lũy trở lại quanh cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng vùng trên quanh giá 20 á, giai đoạn sau mình sẽ đánh. Còn nếu mà cái trường hợp nó thùng thì bắt buộc anh chị mình phải chặn mà mình phải hạ thôi anh chị ha, để mà mình tránh những cái nhịp nó về lại những cái gọi là nó kết thúc của một cái quá trình. Tại vì rất là nhiều những cái mà cổ phiếu nó đã mở biên rơi rồi, đó là chính là những cái tín hiệu đó, nên là khi mà yếu tố rủi ro nó đang cao hơn cơ hội thì mình phải ưu tiên mình giữ những cái đồng vốn của anh chị mình anh chị ha. Để tại vì các bạn chắc á, thị trường của chúng ta là một cái thị trường nó luôn có sóng,
có nghĩa là không có sóng dài, nó cũng sẽ có những cái điểm sóng ngắn ấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, thì lúc tăng á, anh chị mình phải kiếm được tiền, anh chị mình phải nhận diện ra được để mà mình tham gia vào những cái điểm đánh sóc. Còn khi mà cổ phiếu nó có những cái tín hiệu nó rủi ro thì mình phải bắt buộc mình phải giữ tiền. Đó là những cái gọi là cái quy luật trên thị trường mà anh chị mình phải cần nắm bắt tới ha. Hay là những còn những cái mà cổ phiếu nó biến động lắm thì nhìn chung là mình gọi là mình gọi là mình phải bắt buộc mình phải xử lý thôi, và mình phải chờ đợi những cái con như thế này anh chị ha. Thì hôm nay là nó về lại những cái điểm hỗ trợ vùng nền biên dưới nè, có những lúc nó thủng nhưng mà cái bản chất cái lực thủng hẹp này nó không có nhiều, thì cuối phiên nó có những cái yếu tố nó tăng trở lại. Nhưng mà anh chị mình xem qua nè, cung cầu giai đoạn này nó tương đối lỏng. Đó nên là nhìn chung là nếu mà kỳ vọng về lại những cái vùng giá 23 thì đây cũng là những cái điểm kháng cự của cổ phiếu. Đó nên là nhìn chung nó đang rất là gần. Nên là mình gọi là mình không có kỳ vọng đối với những cái mà cổ phiếu này, mà mình phải nên chờ đợi và mình kiên nhẫn ha. Rồi tiếp theo qua cái nhóm ngành thép. Thì tại sao ngày hôm qua em bán cổ phiếu của Hòa Phát? Tại vì sao gì? Tại vì nè, cũng đưa tương tự giống như con VCI thôi, mình mua những cái nhịp đánh gấp hàng, có nghĩa là mình gọi là cái vị thế của mình rất là thấp thôi mà mình còn chịu áp lực khi mà cổ phiếu nó hàng về nữa. Đó thì ngày hôm trước này mình mua ở vùng giá 19.5, nói anh chị ha, 19.5 mình đánh nè, em để mà em sau cái lệnh cho anh chị mình xem cái con Hòa Phát nè. Đó này, anh chị mình lấy đánh ngắn điểm nổ Hòa Phát quanh vùng giá 19.5. Đấy, 19.5 là cái ngưỡng mà lúc cổ phiếu nó chưa bứt thoát, có nghĩa là vào quanh cái ngưỡng này này, cái phiên này này là quanh vùng 19.5. Đấy, mình nhận diện ra sớm mặc dù là cái vị thế của mình rất là tốt đấy, nhưng mà cổ phiếu sao anh chị, cổ phiếu nó đi ngược lại cái xu hướng của mình thì mình bắt buộc thì mình phải bắt đầu mình canh gọi là cái lỗ 2-3% thì mình cũng phải bắt buộc mình phải bán ra thôi để mình chờ đợi những cái nhịp mới đấy anh chị ha. Thì những cái lợi thế gọi là cái vị thế của mình đánh nhịp ngắn này nó đã tốt rồi, mà mình gọi còn gọi là mình đã không còn gọi là mình cũng không chịu nhịn được, chứ huống hồ gì những nhà tới đu vào những cái vùng giá này. Đấy, nên là nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố gọi là cái phương pháp của mình đánh và những cái việc mà mình nhận diện trong phiên thôi anh chị ha. Thì nếu mà anh chị mình cần một cái hệ thống để mà mình hỗ trợ mình đồng hành thì có thể liên hệ với em để mà mình cùng đồng hành với nhau, mình cùng đưa ra những cái góc nhìn với nhau nó kịp thời anh chị ha. Thì nhìn chung là trong cái phiên gọi là cái mà cổ phiếu Hòa Phát ngày hôm nay á, nó test về là vùng nền biên dưới này, có thể là nó sẽ tạo ra một cái quá trình gọi là nó sideways, nếu mà nó khỏe nó sideways đi ngang trong những cái nhịp này thì nó sẽ xuất hiện cho những cái điểm đánh sóng tiếp tục. Còn thời điểm hiện tại thì cái cung cầu hiện tại nó đang tương đối lỏng, nên là đối với cổ phiếu nếu mà nó test lên á thì nó sẽ chịu nhiều cái áp lực anh chị ha, nên là mình cứ chờ đợi mình kiên nhẫn thôi. Còn những cái con giống như là con Hoa Sen Nam Kim nè, đấy thì những cái con này nè anh chị mình sẽ, thì nếu mà nó thủng khỏi vùng giá 12 á thì nó sẽ xác nhận cho một cái định giảm đấy. Thì đối với những cái mã cổ phiếu này thì nhìn chung nó đang vẫn giữ, nếu mà anh chị mình đánh ngắn á, thủng khỏi những cái điểm dòng tiền vào giai đoạn đánh ngắn này này, thủng khỏi giá 12.5, đấy là những cái thời điểm nó phủ định lại cái phiên giảm điểm ngày hôm trước, thì lúc đó là bắt buộc những cái gọi là cái điểm cut loss của anh chị mình thôi anh chị ha. Còn những cái điểm đánh sóng thì nó sẽ rơi vào khoảng giá 12. Còn những cái giai đoạn này thì nhìn chung là biến động lỏng thì mình cứ chờ đợi thêm thôi anh chị ha. Mặc dù cổ phiếu nó đang vẫn đang duy trì trong một cái trend tăng, nhưng mà cái đối với cái thời điểm hiện tại cái lệnh kê này anh chị hiểu không, nó tương đối lỏng, nó cứ 3.004 rồi 9.005 rồi 13.008 29.007 thì nó gọi là nó không phù hợp để mà một cái điểm mua an toàn nó xuất hiện trong những cái giai đoạn này nữa. Thì mình gọi là khi mà cái yếu tố gọi là nó không phù hợp cho những điểm mua thì mình phải bắt buộc mình phải hạ thị trọng. Đối với thị trường của chúng ta chỉ có một cách mua và bán thôi, điểm nào mua được thì gọi là mua được thì mình sẽ mua nắm giữ, còn khi nào nó bán được gọi là mình phải gọi là mình gọi là khi nào nó xuất hiện những cái điểm không mua được á thì đấy là những cái điểm, những cái lúc mà mình nên hạ thị trọng đối với những cái mã cổ phiếu ha. Hay là kể cả những cái con Nam Kim cũng thế. Đấy, Nam Kim thế nè, Nam Kim mà nó thủng của giá 13 anh chị mình bắt buộc thì mình phải hạ thôi. Đấy, anh chị lưu ý ha. Còn giá với một cái biên độ lỏng lẻo như thế này thì nhìn chung là nó rất là khó nó xuất hiện những cái điểm mua nữa. Anh chị lưu ý ha, và mình nên mình chờ đợi thêm. Thì còn tiếp theo qua cái dòng dầu khí nè, cái dòng mà con BVD ngày hôm nay nó có những cái tín hiệu nó giữ nhịp được. Đấy thì những cái con như thế này thì mình sẽ chú ý tới cho những cái điểm đánh tiếp theo. Đấy, nếu mà nó giữ nên quanh cái ngưỡng này thì mình sẽ đánh cho những cái điểm xác nhận tiếp tục. Đấy, nên là những cái con mà nó có những cái đặc tính nó về, nó vẫn giữ nền và nó hồi phục lại, nó về lại những cái vùng nền nhanh nhất á, thì mình sẽ đưa vào một cái diện mình theo dõi cho những cái nhịp sóng sau. Khi mà thị trường chung của chúng ta nó xuất hiện những cái yếu tố nó xác nhận thì những cái mã cổ phiếu mà nó giữ nhịp được, nó về lại những cái vùng nền, nó hồi phục nhanh nhất, nó sẽ là những cái mã cổ phiếu nó mới có khả năng dẫn dắt cho một cái nhịp đánh điểm đánh sau anh chị ha. Nên là cũng BVD anh cùng với chị mình cũng có đưa vào một cái diện theo dõi anh chị ha. Khi nó đạt được những cái điều kiện về những cái cơn sóng tiếp tục của thị trường thì mình sẽ chú ý tới những cái mã cổ phiếu như thế này ha. Rồi tiếp theo qua những cái mã cổ phiếu khác của những ngành bất động sản, thì nhìn chung bất động sản nó biến động rất là lỏng anh chị, rất là khó để cho anh chị mình tham gia. Đánh thì ngày hôm nay nè thùng nền này, thì những cái con này bắt buộc mình nếu mà em có thì em cũng xử lý thôi anh chị ha. Đấy, xử lý nè, sale nè,
đấy, hay là L14 này, đấy, nó xác nhận rồi. L14 này, nó là những cái điểm test lên thì mình phải bắt buộc mình phải xử lý thôi anh chị ha. Tại vì những cái con này nó bạo phát bạo tàng lắm anh chị, nó bạo phát bạo tàng lắm, nó tăng có thể là tăng trăng 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 liên tục, nhưng mà yếu tố nó giảm á, thì nó cũng giảm sẽ sang. Tại vì sao? Nó tăng như thế nào, nó tăng trăng được thì nó cũng sẽ giảm sàn được, là nó đẩy một cái tính đầu cơ nó lên cao. Thì những cái con này gọi là cái những cái nhóm ngành bất động sản, em đánh giá là những cái giai đoạn này là giai đoạn mà nó rất là khó đánh, thì chị mình cũng đừng nên quá là gọi là mình kỳ vọng nhóm ngành này và mình nắm bắt gọi là bắt giá sàn. Thì nhìn chung là em đánh giá là nó không phải là những cái điểm an toàn, mà mình phải nên chú trọng vào những cái dòng thị trường, chú trọng vào những yếu tố mà mình phân tích được, yếu tố về mặt cung cầu nó tạo ra những cái điểm đánh an toàn hơn. Thì em đánh giá là nó chỉ xoay quanh ba gọi là những cái dòng giống như là banh, trứng, thép, hay là những cái nhóm ngành gọi là dầu khí. Đó là những cái nhóm ngành mà em sẽ ưu tiên trong những cái nhịp đánh song song anh chị ha. Nên là khi nào nó đạt được những cái điều kiện thì em sẽ hướng dẫn cho chị mình để mà mình giải ngân về một cái tỷ trọng quy mô vốn như thế nào, cái dòng nào, cổ phiếu nào để mà mình nhận diện qua. Còn cái thời điểm hiện tại thì nó chưa đạt được những cái điều kiện để mà em quay trở lại đối với thị trường, thì mình còn ưu tiên cho những mình gọi là mình giữ những cái đồng vốn của chị mình thôi, giữ vốn gọi là khi mà cái yếu tố xuất hiện cơ hội á, thì cái vốn của chị mình càng lớn thì cái cơ hội của chị mình càng cao anh chị ha. Đấy, nên là mình gọi là để mà thì cái giai đoạn này nó sẽ là những cái giai đoạn nó sẽ thích hợp cho những cái việc mà mình bổ sung thêm những cái kiến thức, bổ sung để mà mình đưa ra một cái phương pháp đầu tư cho mình. Thì chị mình có thể mình đăng ký vào cái khóa coaching gọi là coaching tháng 12 này. Thì đối với thì khi nào nó xuất hiện một cái thời điểm nó hợp lý á, thời điểm nó phù hợp á, thì em sẽ cùng anh chị mình thực chiến đầu tư. Có nghĩa là khóa này là khóa thực chiến. Đấy, khi nào nó xuất hiện những cái điểm gọi là điểm mua thì em sẽ thực chiến với anh chị mình. Đấy, thực chiến gọi là mình mua, rồi mình hiểu được vì sao mình mua cái điểm này, vì sao mình chọn cái cổ phiếu này, vì sao mình chọn cái dòng này là cái dòng dẫn dắt để mà mình tham gia anh chị ha. Còn những cái giai đoạn này là những cái giai đoạn mà anh chị mình nên đứng ngồi và mình quan sát thêm đối với thị trường của chúng ta. Đấy, còn trường hợp nếu mà nó còn là nó tạo ra những cái điểm đánh sớm á, thì em sẽ tiếp tục em cập nhật với anh chị mình trên cái kênh YouTube này. Còn nếu mà anh chị mình muốn đồng hành với em để mà mình nhận những cái khuyến nghị trong phiên nó tốt nhất, nó hỗ trợ kịp thời nhất cho anh chị mình, thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 856 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng anh chị ha. Thì em cùng xin kính chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta nó sẽ sớm có những cái phiên hồi phục, nó sẽ sớm có những cái phiên xác nhận để mà mình cùng nhau mình tìm kiếm cái cơ hội trên thị trường. Chứ cũng em cũng không mong muốn cái thị trường chung của chúng ta nó giảm làm gì cả. Đấy, nó gọi là nó chững một nhịp rồi nó có sóng thôi, để mà mình cùng đánh mà cùng tìm kiếm lợi nhuận, cùng đồng hành với nhà đầu tư mình trên cái kênh YouTube này, mình tìm kiếm những cái điểm gọi là cái lợi nhuận. Và đặc biệt là khi mà cái yếu tố cái một cái phiên mà nó tạo ra những cái điểm xác nhận, nó có những cái cơ hội, thì em sẽ liên tục em cập nhật với anh chị mình ha. Thì nếu mà anh chị mình thấy hay, đừng quên like và subscribe kênh để mà cùng đồng hành với, để mà tạo ra những cái động lực em làm cái kênh YouTube này nó hay hơn ha. Thì nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với những quan điểm đầu tư của chị mình, thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 856 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng ha. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây, em cũng xin kính chào anh chị mình ạ.